chào các bạn, hôm nay Plus 24 giờ sẽ hướng dẫn các bạn rời nhóm ở trên Facebook cho nhiều tài khoản cùng một lúc bằng cách sử dụng Plus Chrome trên phần mềm Plus. Với việc sử dụng các tính năng này thì các bạn không cần phải đăng nhập hay sử dụng cookie và token, hạn chế được tình trạng bị checkpoint ở trên tài khoản Facebook. Vậy đầu tiên các bạn mở phần mềm lên, click vào trong tab Plus Chrome. Để có thể thêm tài khoản tham gia vào quá trình rời nhóm, các bạn vào trong mục quản lý tài khoản Facebook. Trong phần danh sách tài khoản ở đây, các bạn có thể thêm tài khoản của mình bằng cách nhập mỗi dòng một định dạng user sọc đứng path hoặc mỗi dòng một định dạng user sọc đứng path sọc đứng 2FA key. Ngoài ra, nếu các bạn vẫn muốn sử dụng cookie hay token để tiến hành đăng nhập thì các bạn có thể nhập mỗi dòng một định dạng user sọc đứng path sọc đứng cookie sọc đứng token. Nhấn chọn login Chrome để tiến hành đăng nhập lên trên phần mềm. Ngoài ra thì các bạn chú ý là các bạn có thể lựa chọn thread, có nghĩa là số luồng, số tài khoản login cùng lúc với nhau vào trong phần mềm Plus. Quay lại trong mục rời nhóm, các bạn có thể click vào mục tất cả để lựa chọn tất cả những tài khoản đã được bạn thêm ở trong phần quản lý tài khoản Facebook tham gia vào quá trình rời nhóm. Hoặc các bạn có thể click vào mục chọn tài khoản để chọn riêng từng tài khoản sẽ tham gia vào quá trình rời nhóm ở trên Facebook này. Đây chính là tài khoản đã được mình thêm thành công. Tiếp theo thì các bạn đi thiết lập tính năng rời nhóm ở trên phần mềm. Các bạn có thể lựa chọn các điều kiện của nhóm mà các bạn muốn rời. Đó là tích chọn để đồng thời rời các nhóm phải duyệt khi đăng bài, hay là rời nhóm không cho đăng bài. Rời nhóm không cho đăng bài ở đây có thể là những nhóm mà bạn đang bị chặn không được đăng bài ở trên nhóm. Hoặc có thể lựa chọn để tích rời các nhóm đóng, mở hay là kín hay là bí mật. Tiếp theo thì các bạn có thể tích chọn để không check số thành viên của nhóm mà các bạn muốn rời ra, hoặc là tích chọn để rời tất cả các nhóm mà bạn đã tham gia trên Facebook. Tích để rời các nhóm có số lượng thành viên lớn hơn bao nhiêu. Nếu bạn muốn rời một số nhóm cụ thể thì bạn có thể tích chọn rời nhóm có trong list group ID và các bạn nhập danh sách group ID của các nhóm mà bạn muốn rời vào trong ngôi trường bên cạnh. Chú ý là mình để mỗi dòng một group ID khác nhau. Số account muốn chạy song song ở đây thì bạn nên để là 4. Và nếu bạn rời nhóm cho 5 tài khoản Facebook trở lên thì các bạn nên tích vào mục đổi nick và reset DCOM HMA để có thể rời nhóm liên tục và đổi IP bằng DCOM HMA. Tiếp theo, thời gian delay thì các bạn nên để từ 200 đến 300 giây để hạn chế tình trạng bị checkpoint khi mà mình rời nhóm. Bạn có thể lựa chọn số lượng nhóm mà các bạn muốn rời ở trong mục limit trên một account, có nghĩa là số nhóm muốn rời cho một tài khoản. Sau khi đã hoàn tất cái thiết lập trên, bạn click vào trong ô bắt đầu để có thể bắt đầu thiết lập rời nhóm trên phần mềm Plus sử dụng Plus Chrome. Tiến hành login tài khoản Facebook của mình ở trên Chrome thông qua trình duyệt MBasic. Đang tiến hành check các nhóm mà mình đã tham gia để tiến hành rời nhóm. Tiến hành check hoàn tất. Như vậy là mình không có nhóm nào phải duyệt khi đăng bài, nên là check hoàn tất không phải rời nhóm nào ở trên Facebook. Bằng hoạt động, bằng việc sử dụng tính năng rời nhóm ở trên Plus bằng cách sử dụng Plus Chrome sẽ giúp bạn hạn chế được tình trạng checkpoint ở trên tài khoản Facebook của mình, hỗ trợ rời nhóm liên tục để bạn có thể tham gia vào nhiều nhóm khác, bán hàng tốt hơn ở trên Facebook của mình.